Rồi, Zalo em Nghĩa xin mến chào thầy các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với bên em kênh Trung Nghĩa Mới Nhật Bãi. Thì hôm nay là ngày thứ 6, ngày 20, ngày mùng 1 tháng 4. Em cũng tranh thủ lên video mới giới thiệu với các bác một lô máy cắt cỏ nữa các bác nhá. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho các bác một lô ngắn gọn 4 cây. Các bác xem qua kênh của bên em lần đầu thì luôn nhớ ủng hộ em, luôn nhớ cho em một đợt like, đăng ký kênh, ấn chuông cho tất cả để cập nhật những video mới nhất từ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì hôm nay em tranh thủ lên cho tất cả các bác là có 4 con cây máy cắt cỏ duy nguyên bản của Nhật. Thì em lên cho các bác những cây máy tầm trung, đa số là máy tầm trung thì các bác cắt cỏ cao các bác nhé, cắt cỏ cao. Đây là đều là những cây máy duy nguyên bản hàng hệ, hàng tốt. Ở đây thì có 4 cây các bác. Ở đây có 4 cây. Cây thứ nhất là cây hai cây này là hai cây Komatsu G2K. Dòng này thì xài rất là ngon, phổ biến, khỏe. Nói chung là trong các bác ở trong miền Tây, trong Tây Nguyên xài rất là nhiều các bác nhá, rất là thích dùng. Ví dụ như G2K, G3K, G4K đấy các bác. G2K thì nó nhỏ hơn, nói chung là nó là 26 cc là tổng trung, tầm trung. Còn con khoảng độ G3K thì nó sẽ to hơn và G4K nó sẽ là nòng 40. Đấy. Ở đây thì em nên cho các bác là những cái máy này nó nặng còn chỉ tầm khoảng tầm 5-6 kg thôi, nhưng mà các bác cắt cỏ gia đình, cắt cỏ cao hoặc là cắt cỏ vườn chúng được nhiều đều cắt được hết các bác nhá. Và một con máy Echo, con này là Echo 260, bố tum sắt, dòng này xài rất là ngon các bác nhá. Và em nên cho các bác con này là con máy động cơ 4 kỳ. Con này là con máy Honda GX, Honda GX động cơ 4 kỳ tum rời các bác nhá. Các bác xem qua kênh của bên em lần đầu thì luôn nhớ ấn like, đăng ký kênh. Và số điện thoại của bên em là 0947 nhé các bác nhá. Số điện thoại của bên em là 0947594678. Và số này em có sử dụng Zalo. Và kênh của bên em là kênh shop Trung Nghĩa Nhật Bãi. Và đặc biệt các bác mua hàng ở bên em thì em sẽ bao ship và tặng đủ đồ cho các bác, gồm có từ 5 đến 6 món, 6 7 món. Thứ nhất là tặng cho các bác là có dao này, dây đeo này, có lục giác, chặt cỏ, bát cước và thêm một chai nhất nhỏ nữa là được 6 món, 7 món nữa các bác. Đấy. Và khi các bác mua hàng bên em thì em cam kết với các bác là máy móc của bên em là tất cả là đều nguyên zin nguyên bản của Nhật hết các bác nhá. Nòng hơi là đều zin nguyên bản của Nhật. Còn ví dụ như chế cái bình xăng con mà em đã thay sang chế mới thì em sẽ báo với các bác là đã thay chế mới để cho dễ sử dụng. Và thứ hai nữa là máy móc bên em thì em sẽ test nổ và review, review nhanh, nhưng mà em sẽ review thật kỹ cho các bác để tránh tình trạng là các bác mua vào những cái máy ví dụ như mình không ưng ý này, hoặc là gia đình mình không đúng với phù hợp với gia đình nhà mình. Đấy. Ở đây thì em có 4 cây. Giới thiệu với các bác cây đầu tiên, cây số mã hôm nay em lấy cho các bác là cây mã 021. Đây, mã 021, cây này là cây máy Komatsu G2K. Cái này là một con máy G2K. Cái này là Komatsu G2K, cái này thì công suất của nó là 26 cc các bác nhá. 26 cc, nòng 34 ly. Trong này thì nó có dập nổi Zenoat ở bên trong này cho các bác nhá. Đây. Nó dập Zenoat này. Đấy. Cái này thì dòng này thì các bác cắt cỏ số lượng nhiều. Ví dụ như là mình cỏ cao, rẫy nhiều, khoảng tầm 2 3 hecta trở lại thì có thể dùng con này. Đấy. Con này thì em đã sang cho các bác là chế 260 mới rồi các bác nhá. Đã sang cho các bác chế 260. Nếu mà để chế rin của nó thì nó sẽ rẻ hơn, máy nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà cái chế rin của nó thì sẽ không ngon như chế 26 này. Vì cái chế rin của nó thì xài một thời gian thì nó hay bị lỗi chế. Các bác bắt buộc phải sửa, phải thay thì sẽ mất tiền đi, nói chung là mình phải độ chế này. Cái này thì bên em đã sang sẵn cho các bác rồi. Đấy, để tránh cái tình trạng mà máy về nó hay bị lỗi đấy các bác. Dòng này thì xài rất là ngon, bố tum rời các bác nhá, bố tum rời. Đây, công tắc đều nguyên zin, đầu bò chắn cỏ cần nắp đều nguyên zin hết các bác nhé. Đấy. Đây là G2K. Cái này thì tất cả đều nguyên zin nòng hơi các bác này. Đấy, nòng hơi. Còn con bên cạnh này cũng là con G2K luôn. Đấy. G2K. Con này là con mã 022. Các bác thấy tình trạng này màu sắc màu rất là mới nhá. Đẹp, con này phải đẹp trên 90% các bác này. Màu sắc này. Đấy. Tem mác này, tem ở dưới là tem màu cam. Đấy, G2K. Quả Komatsu Zenoat, công tắc zin và nó đi hoàn toàn là bố tum rời, tất cả ốc ác các bác có thể để ý thấy này. Đấy, ốc ác còn rất là mới các bác nhá, rất là mới, rất là đẹp. Đấy, cái này nhìn các bác có thể thấy là xuất sắc luôn. Đấy, cần nắp cái này thì zin nguyên bản tuyệt đối từ đầu bò chắn cỏ cần nắp này, thấy cái đồng cái được cái bộ cùm của nó cực kỳ chắc chắn luôn các bác này. Đấy. Dòng này nổ rất là ngon, nói chung là rất là giòn, nó nổ giật, nói chung là nó rất giống cái trống ấy các bác nhá, rất là giống cái trống ấy, nó nổ rất là đanh. Các bác có nhiều bác có thể dùng G2K, G3K rồi, xài rất là sướng. Và đặc biệt cái dòng Komatsu nữa thì lại rất là bền. Đấy. Các bác xài những con máy Nhật này thì nó xài nó thời gian nó sẽ bền hơn những con máy Trung Quốc. Có Trung Quốc thì các bác có thể xài, nói chung là chỉ xài một vài bữa thôi, một khoảng tầm một mùa thôi là nó bị đục đặc, nói chung là nó bị trục trặc rồi. Còn những cây máy Nhật này thì xài nói chung là rất là bền, rất là ngon. Đây, rồi tiếp theo em giới thiệu các bác con số 023. Cái này là cây Echo Kirit.
Cái này Echo Curit 26 có nhá. Cái này là dòng máy ngon, máy hệ. Đấy. Con này thì công suất của nó là 26 cc, nòng nó 34 ly các bác ạ. Màu sắc này, vỏ viết nó đi hoàn toàn là bố tum liền, nhưng mà bố tum nhôm luôn các bác nhé, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy. Cái này thì các bác xài nhiều, bác xài cắt cỏ xuống nội nhiều, thích những cái máy mà chắc khỏe liền mạch thì có thể lấy cái này, độ bền rất là cao. Cái này là Echo Curit 26. Và em giới thiệu luôn cho các bác cái này, cái số 024, một con máy động cơ 4 kỳ. Con này là con Honda các bác nhá, Honda GX. Con này là Honda GX 31. GX 31, con này thì nó là 31 cc và lòng nó là 37 38 ly. 37 ly. Tình trạng của nó thì đi hoàn toàn cũng là bố tum rời luôn. Đấy, bố tum rời. Tất cả đều nguyên zin, cần lắp nó cần 26 các bác nhá. Rồi. Giờ em sẽ tranh thủ test nổ từng cây. Cây đầu tiên em giới thiệu các bác cây số 021 đây. Con này thì em sẽ quay cho các bác là phần đầu bò này. Đầu bò, các bác thấy cái đầu bò này làm cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, đầu bò to, chắn cỏ zin. Đấy, máy móc này. Đấy. Cái dòng này thì em đã sang chế 26 nên rất là dễ nổ, dễ dùng các bác nhé. Giờ em sẽ tranh thủ test lô lại để các bác nghe thử lần nữa nhé các bác nhá. Cái này cây số 021. Các bác có thể nghe thấy được cái dòng Komatsu này nổ rất là đanh. Đấy, rất là đanh. Cây này cây số 021. Cái này thì tình trạng vỏ nó hơi bị cũ đây một chút. Nếu các bác không quan trọng cái này thì cái vỏ này mình có thể về khắc phục được các bác nhá. Cái vỏ này các bác có thể thấy này. Vỏ nó so với cái vỏ bên cạnh này thì nó sẽ hơi bị cũ cũ một tí. Đây, nó màu cam này, các bác về dùng cái khò nhá. Em sẽ chỉ cho các bác làm, nhà mình có cái khò ga, các bác chỉ cần khò nhẹ vào đây được, các bác cào nhẹ nó sẽ ra thôi. Là mới lại ngay thôi. Đấy. Nó sẽ mới y như cái cây này. Đấy. Cái này cái số 021, nòng 34 ly, giá của này là 1.850.000, 1.850.000. Cái Komatsu G2K, dòng này sẽ xài rất là ngon, nhiều bác có thể xài G2K, G3K rồi. Đấy. Tiếp theo nữa sẽ giới thiệu các bác con số 022. Con này thì đẹp hơn, các bác có thể tình trạng này. Rồi nòng hơi các bác này. Dòng này thì các bác cắt cỏ thường xuyên thì nên lấy những cây như thế này, xài rất là ngon. Đặc biệt cái này nó còn zin nguyên bản luôn, từ chắn cỏ to này, cần nắp này, tay kia đông này, tay ga này. Tất cả đều nguyên zin. Cái tay ga này thì các bác có thể báo em nhé, em sẽ thay cho các bác là cái đại tay thắng xe đạp này hoàn toàn miễn phí. Ví dụ như các bác xài tay ga giữ này không quen thì các bác cứ sẽ báo em sẽ thay cho các bác tay ga thắng xe đạp nhé. Đấy, chế chiếc. Chế này em sẽ sang chế 26 này các bác nhá, loại chế mới, chế 260 mới, chế 2 kim. Chế này thì rất là dễ dùng. Đấy. Rồi nòng hơi bô biếc, bình xăng nó đi cũng hoàn toàn là bố tum rơi, các bác để ý ốc ác này, rất là đẹp. Đấy. Em sẽ thử test nổ để các bác nghe thử cái số 022 này. Rồi, cái dòng này là máy Komatsu G2K này, các bác chỉ việc nắp dao vào, nó cắt cỏ, đảm bảo với các bác là cắt ngọt như mía luôn. Dòng này là dòng có gọi có chút là nó còn khỏe hơn cả loại khủng long ăn cỏ luôn các bác, khỏe hơn cả khủng long ăn cỏ luôn. Đây, các bác này, máy rất là đẹp, tất cả đều nguyên zin, em lựa đã được cái máy rất là đẹp nhá. Cái này cái số 022, nòng 34 ly, hàng hệ Komatsu, giá cái này em để cho các bác là 1.900.000 các bác nhá, 1.900.000. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số 023, một con máy hàng Echo Curit. Con này là Echo Curit 26 các bác nhá.
Echocurit 26 RC260. Con này thì các bác thấy là tình trạng màu sắc này, cái này còn rất là mới cơ nhá. Nó đi hoàn toàn là lắp xăng kín luôn, nỗ xả khí này, vú bơm trước này. Dòng này thì nổ rất là đanh. Mà trong các dòng máy Echocurit thì có dòng Echo đời mới thì các bác cất về cắt cỏ gia đình, cất nhẹ nhàng thôi. Còn cắt cỏ số lượng nhiều thì các bác nên mua những cây Echocurit loại mà đời cổ, đời cũ cũ như thế này. Đời này thì các bác cắt thoải mái luôn, rất là bền, cực kỳ là bền luôn. Cái này thì nó đi hoàn toàn là bố tum liền và bố tum sắt hết các nhá, nó chịu nhiệt rất là tốt. Con này thì zin nguyên bản tuyệt đối là từ đầu bò, chắn cỏ hoặc là cần nắp là đều zin hết. Đấy, đều zin hết cho các bác luôn. Và chụp giật của nó cũng có trợ lực rất là nhẹ nhàng. Đấy. Công tắc của nó thì thiết kế ngay bên hông này các bác nhá. Ngay bên hông này, các bác bật lên nhá. Đấy. Máy nổ rất là giòn. Em sẽ test nổ cho các bác nghe thử. Tình trạng máy nổ ra, nói chung cái ga của nó cực kỳ giòn mà cái ga của nó rất là cắt, không bị hụt xăng các nhé, không bị hụt xăng. Đây, cái này cây Curit 26 nòng 34 ly, một cây máy hệ. Cái này thì em để cho các bác là cây số 023 nhé các nhé, nòng 34 ly, màu sắc cái này còn rất là đẹp. Đây các bác thấy này, tình trạng máy rất là mới. Giá cái này em để cho các bác là 2.150.000 các bác nhé, 2.150.000. Rồi, máy rất là xịn. Tiếp theo nữa em giới thiệu các bác con cuối cùng, con này là con Honda. Con này là Honda GX31 quá nhá. Honda GX31, con này thì con máy này là một con máy 31cc và nòng nó là 36-37 ly. Con này thì đi chế của nó là chế qua Wamro chế tự động các bác nhá, Wamro tự động. Lòng hơi bô biếc, bình xăng dưới tất cả đều nguyên zin, đi hoàn toàn là bố tum rời, bố tum lớn nhá. Các bác ví dụ như mình nhà mình có cần nắp mình có thể thay thế sang được. Nó sử dụng loại bố lớn 330-440 đấy các bác, bố to nhá. Cần nắp con này thì zin nguyên bản tuyệt đối luôn. À, quả Nhật luôn các bác nhá, zin hết quả Nhật. Cần nắp thì xoay 360 độ cho các bác luôn nhá. Đấy, xoay thoải mái các bác cắt cỏ xoay 360 độ luôn. Đấy. Cái này thì nó sử dụng hoàn toàn là động cơ 4 kỳ xăng trắng không pha nhớt các bác nhá. Một con máy là Honda GX. Dòng này thì độ nặng con này chúng mình khoảng tầm 7 kg các bác ạ, 7 kg. Cực kỳ tiết kiệm xăng. Đấy, con này đấy chế Wamro mà. Đây. Em sẽ xin thử test nổ để các bác nghe thử cái số 024 này nhá. Cái Honda GX31 này. Rồi, con này có số 024, một con máy lòng 36-37 ly. Giá con này em để cho các bác là chỉ 2.500.000. 2.500.000. Rồi, em cũng vừa tranh thủ lên nhanh cho tất cả các bác là có 4 con máy cắt cỏ duy nguyên bản của Nhật. Các bác thấy những con máy nào hợp lý, nói chung là muốn chốt thì liên hệ em qua số điện thoại là 0947 594 678 nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào.